Chương 14. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Si-ôn, và với Ngài có 14.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, y như tiếng nhiều nước và như tiếng sấm lớn, tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đờn cầm mà người đánh đờn gãy vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão, không ai học được bài ca đó, ngoại chăng chỉ có 14.000 người đã được chuộc khỏi đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên con đi đâu, những kẻ này theo đó, những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con. Trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Điều ấy, đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba, theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu giấu nó ghi nơi trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, những kẻ thờ lại con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ, chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Tôi nhìn xem, thấy một đám mây trắng, có kẻ giống như một con người ngồi trên mây, đầu đội mão triều thiên vàng, tay cầm lưỡi liềm bén. Có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra, cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng, hãy quăng lưỡi liềm xuống và gặt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất, và dưới đất đều bị gặt. Một vị thiên sứ khác ở đền thờ trên trời đi ra, cũng cầm một lưỡi liềm bén. Và vị thiên sứ khác nữa có quyền cai trị lửa từ bàn thờ đi ra, lấy tiếng lớn kêu vị thiên sứ cầm lưỡi liềm bén mà rằng, hãy quăng lưỡi liềm bén của ngươi xuống và hái những chùm nho ở dưới đất đi, vì nho đã chín rồi. Thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thành nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết của thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1.600 dặm.